Chỉ trên nhau có 1,5 triệu thì nên lựa chọn HP EliBook 840G7 hay là HP EliBook 840G8 đây. Hai máy này có sự khác biệt như thế nào? Hãy cùng mình đi khám phá luôn nhé! Một thiết kế, nếu như 840G7 được nâng cấp mạnh mẽ về thiết kế so với 840G6 thì với hai phiên bản Elibook 840G7 và G8 này thì gần như là ngoại hình cả hai máy là y hệt nhau. Từ vị trí cổng kết nối, kích cỡ màn hình, bàn phím, toolpad là y hệt nhau. Điểm khác biệt dễ nhận biết nhất là 840G7 sẽ có tem Intel màu xám này, còn 840G8 sẽ là tem Intel màu xanh. Và nếu để ý thật kỹ, so chi tiết thì mới thấy được 840G8 sẽ có được vát CNC sáng bóng ở toolpad vào nút mở khóa vân tay, nhưng đây cũng chỉ là chi tiết nhỏ, bởi tổng thể cả hai máy là giống y hệt nhau tới 99%. 2. Cổng kết nối. Cả hai máy đều có các cổng kết nối y hệt nhau, sự khác biệt chỉ là 840G8 sẽ có chuẩn kết nối xịn hơn. Ví dụ như là 840G8 sẽ có cổng HDMI 2.0 và cổng USB-C Thunderbolt 4, thay vì 840G7 chỉ là cổng HDMI 1.4 và cổng USB-C Thunderbolt 3. Với HDMI 2.0 thì có thể xuất được màn hình 4K 10 bit màu 60Hz còn HDMI 1.4 thì xuất được màn hình 4K, 8 bit màu 30Hz. Với cổng C Thunderbolt 4 thì sẽ truyền tải file dữ liệu lên tới 40 gb trên giây, có thể kết nối với card đồ họa rời eGPU. Còn với cổng C Thunderbolt 3 thì chỉ là truyền tải dữ liệu 10 gb trên dây mà thôi. Nếu các anh em chỉ đơn thuần là copy file bằng USB và cũng chỉ dùng màn hình Full HD hoặc là 2K để làm việc thì cả hai máy này đều có các cổng kết nối giống nhau và tốc độ cũng là tương đương. Chỉ những anh em nào làm việc hardcore, cần xuất ra màn hình 4K và truyền tải copy file dữ liệu dung lượng lớn thì mới cần quan tâm tới chuẩn kết nối của 840G8 này. Minh Vũ, tặng bộ phụ kiện lên tới 600.000 đồng. 3. Cấu hình 840G7 được trang bị CPU Intel i5, i7 đời 10, còn 840G8 là i5, i7 đời 11. Nếu như Intel đời 8 và đời 10 là tương đồng nhau về hiệu năng, Intel đời 10 chỉ thuần túy là nâng cấp một chút xung nhịp và giảm điện năng TDP so với đời 8 thì với Intel đời 11 sẽ là nâng cấp về tiến trình sản xuất chip từ 14 nanomet thành 10 nanomet. Đồng thời, Intel đẩy TDP của i5 1135G7 lên tới tận 28W, duy trì mức ăn điện ổn định ở mức 20W. Còn với i5 10310U chỉ duy trì ăn điện ổn định ở mức là 15W mà thôi vậy nên hiệu năng thực tế thì mọi tác vụ đơn nhân và cả đa nhân thì 840g8 i5 1135g7 đều nhanh hơn và hơn tận 20 đến 30% mọi tác vụ so với 840g7 i5 10310u mình có test thử một vài tác vụ văn phòng cơ bản cùng mở word excel powerpoint thì kết quả là 840g8 ngang tốc độ với 840g7 tiếp theo là mình có mở cùng file psd photoshop thì kết quả là 840g8 lại nhanh hơn 840g7 một chút mình mở cùng một file project Premiere thì kết quả là 840G8 lại tiếp tục nhanh hơn 840G7 một chút. Cuối cùng là mình test đa nhân CPU và card on trên hai máy bằng cách cho render cùng một project video Premiere thì kết quả là 840G8 thể hiện sức mạnh đa nhân hơn hẳn so với 840G7. Với các tác vụ văn phòng cơ bản nhẹ nhàng chỉ sử dụng từ 1 đến 2 nhân CPU thì tốc độ của cả hai máy là tương đương nhau. Chỉ với những tác vụ nặng như là edit ảnh hay là video thì lúc này i5 1135G7 trên 840G8 mới nhanh hơn khoảng 20 đến 30% tốc độ so với i5 10310U trên 840G7 đấy. Cả hai máy đều có thể nâng cấp được RAM và SSD để sử dụng lâu dài. Phiên bản base của cả hai máy đang bán tại minhvũ.vn đều có sẵn RAM là 16GB, SSD là 256GB, rất ok thoải mái để dùng làm việc được ngay mà không cần phải nâng cấp gì ở thời điểm hiện tại. Tổng kết lại thì cả 840 G7 và 840 G8 đều giống nhau về thiết kế, ngoại hình, bàn phím, touchpad, cổng kết nối và cả màn hình hiển thị luôn. Sự khác biệt lớn nhất tới từ cấu hình bên trong máy với hiệu năng chênh nhau khoảng 20 đến 30% mà giá tiền của 840 G8 cũng chênh khoảng 1,5 triệu so với 840 G7. Vậy nên là với những anh em nào thường xuyên phải làm việc văn phòng cơ bản, thi thoảng thì mới edit video, mạng xã hội nhẹ nhàng thì 840 G7 vẫn là một sự lựa chọn ok nhất nhá. Chỉ khi nào với các bạn với nhu cầu hardcore hơn, thường xuyên phải xử lý ảnh, edit video, phục vụ cho công việc marketing với tuần suất cao thì các bạn mới cần tới 840G8. Đó là những gì mình cảm nhận được ở hai em máy này. Anh em có bất kỳ câu hỏi nào thì cứ comment bên dưới video, mình sẽ trả lời cho anh em. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.